Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua có thể nói rằng công tác thiện nguyện được nhân rộng tại nhiều bệnh viện trên khắp cả nước để giúp cho các bệnh nhân nghèo có thêm điều kiện để khám chữa bệnh, sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường. Đó có thể là những suất ăn miễn phí, là những suất gội đầu hay là cắt tóc miễn phí, hay là sự kết nối với các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn có thêm chi phí khám chữa bệnh hay những chi phí sinh hoạt khác. Và mới đây thì tại Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện thêm một mô hình mới để hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo. Đó là những chuyến xe yêu thương, là những chiếc xe được trang bị đầy đủ thiết bị y tế để giúp bệnh nhân được về quê an toàn và tất nhiên là hoàn toàn miễn phí. Sau gần một tháng mổ tim tại Bệnh viện Việt Đức, nhờ sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, ngày hôm nay anh Đỗ Văn Sáng đã hồi phục, sắp được trở về nhà. Bên cạnh niềm vui đoàn tụ, vợ chồng anh còn đón thêm niềm vui nữa là nhận được chuyến xe đưa về quê hoàn toàn miễn phí từ bệnh viện và các nhà hảo tâm. Khi ra viện rất là loa cái tiền chi phí về đến nhà, nó rất là tốn. Sau đó thì các chị ở bên từ thiện bảo có một chuyến xe miễn phí cho về đến nhà, em rất là vui. Anh Sáng mắc bệnh tim bẩm sinh, thể trạng ốm yếu nên không thể làm việc nặng kiếm sống. Gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai chị Hải, vợ anh với vài sào ruộng. Sau ca phẫu thuật và điều trị dài ngày, kinh tế gia đình cũng đã kiệt quệ. Chuyến xe từ thiện sẽ giúp gia đình anh chị tiết kiệm được 4 triệu đồng, một khoản tiền lớn để trang trải sinh hoạt trong nhà. Rất là hạnh phúc khi biết được hỗ trợ những cái số tiền như thế là rất là lớn và là gia đình tôi là không có thể khả năng là trả được. Bây giờ là được miễn được cái tiền thuốc đấy là tôi rất cảm ơn là mọi người đã chung tay đã giúp đỡ gia đình tôi và tạo cho gia đình tôi một chuyến xe về đến tận nhà. Tôi xin cảm ơn. Chuyến xe yêu thương vận chuyển miễn phí bệnh nhân nghèo về quê được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kết nối với các nhà hảo tâm triển khai thực hiện. Từ đầu tháng 9 tới nay, nhiều chuyến xe đã lăn bánh đưa bệnh nhân nghèo về tới những miền quê xa, cách Hà Nội hàng trăm km. Đặc biệt, chiếc xe chuyên dụng được trang bị đủ các thiết bị y tế, hỗ trợ được cả những bệnh nhân nặng khi cần thiết. Người bệnh hiện tại thì được điều trị tốt, mà bây giờ lại còn được quan tâm bởi những người hoàn toàn xa lạ trong xã hội. Thì cũng sẽ phần nào giúp cho gia đình và bệnh nhân người ta cảm thấy bớt cái áp lực, bớt khó khăn và người ta có cái động lực hơn trong cái việc điều trị bệnh và sau này là cái chuyện tái khám. Đấy, thì với cá nhân tôi thì nhờ những cái chuyến xe như thế này hay là những cái hành động thiện nguyện khác thì thật sự là rất là đáng trân trọng. Những cái nhà hảo tâm có những cái chuyến xe để giúp đỡ những hộ nghèo, hộ cận nghèo mà đưa được những gia đình, hỗ trợ tất cả những chuyến xe về đến quê hương gia đình. Thật ra chúng tôi cũng là một người đi trên trăm bệnh nhân, cũng rất cảm ơn chương trình. Hai là mong nhiều nhiều tất cả những nhà hảo tâm để có những chuyến xe giúp đỡ những hộ cận nghèo như vậy. Chiếc xe đặc biệt này chở theo niềm vui đoàn tụ, hy vọng của những bệnh nhân nghèo. Nó còn chở cả sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng dành cho người bệnh đang điều trị tại cơ sở y tế. Cũng bởi vậy mà thêm mỗi chuyến xe lăn bánh, yêu thương lại được đong đầy.